của nhà máy Đại Gia. Như quý vị và các bạn đã biết thì xe bát kê lau nhà đang là một dụng cụ rất phổ biến trong ngành dịch vụ vệ sinh. Và trong video ngày hôm nay thì điện máy Đại Gia sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn một mẫu xe bát móc đôi với dung tích là 46 lít, sở hữu rất nhiều ưu điểm và mức giá rất cạnh tranh. Hãy cùng tôi khám phá ngay sau đây nhé. Và ngay trước mặt tôi đây chính là bộ linh phụ kiện của chiếc xe bát móc này. Bộ linh phụ kiện này gồm có một giỏ bát, hai xô chứa nước, một khung nhựa, một tay đẩy và một bánh xe. Và tiếp theo thì chúng ta hãy cùng lắp đặt xe bát móc này nhé. Đầu tiên thì chúng ta sẽ lắp bốn bánh xe vào với phần đế của khung nhựa. Hai xô nước này được trang bị hai quai sắt và dung tích của mỗi xô nước lên đến 23 lít. Sau đó thì chúng ta sẽ lắp khung đẩy. Phần khung đẩy thì có hai nấc sử dụng linh hoạt để phù hợp với chiều cao của người dùng và đây là nấc thứ nhất. Còn đây là nấc thứ hai. Cuối cùng đến phần giỏ vắt. Giỏ vắt được thiết kế và đặt lên trên giữa hai xô nước. Chiếc xe bát móc này thì có cấu tạo vô cùng đơn giản, sử dụng lực cơ học, cơ chế vận hành thông minh và cho hiệu suất làm việc cao. Ngoài ra thì xe còn được thiết kế cần chống văng nước, khiến cho nước không bị văng ra ngoài, tạo môi trường làm việc an toàn không trơn trượt. Thiết kế của xe thì vô cùng nhỏ gọn, với độ dài các chiều lần lượt là 85, 44 và 98cm. Bộ phận cần vắt thì hoạt động hiệu quả cao và dễ dàng sử dụng. Khung đẩy được thiết kế ngang tầm tay, hỗ trợ tối đa người dùng trong việc di chuyển máy. Phần khung đẩy và cần vắt thì được làm từ thép phun sơn tĩnh điện chống ren rỉ. Thêm vào đó thì phần tay cầm được bọc một lớp cao su có nút lửa chống trơn trượt trong trường hợp bạn sử dụng máy khi tay ướt hoặc đang đeo găng tay. Xe bát nước được trang bị 4 bánh xe vô cùng linh hoạt, có khả năng xoay 360 độ, được đúc từ nhựa cứng, chịu lực cao. Toàn bộ phần nhựa của xe được làm từ nhựa ABS cao cấp, có độ bền cao, chịu lực tốt và đặc biệt chống va đập hiệu quả. Một ưu điểm nổi bật của model xe bát móc này chính là có hai thùng chứa nước sạch và bẩn riêng biệt. Đây chính là một điểm cộng lớn, làm tăng hiệu quả làm sạch cho chổi lau nhà. Chắc hẳn qua những chia sẻ trên đây thì quý vị và các bạn đã thấy được ứng dụng đa dạng cũng như hiệu quả làm việc của chiếc xe bát móc đôi 46 lít này. Sản phẩm hiện đang được phân phối chính hãng tại điện máy Đại Gia với mức giá chỉ 1.500.000 đồng. Ngoài ra, chúng tôi còn cung cấp dịch vụ giao hàng toàn quốc với chính sách bảo hành dài hạn cùng nhiều ưu đãi cực kỳ hấp dẫn. Nếu quý khách có nhu cầu, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua hotline hoặc comment tại video để được tư vấn chi tiết nhất. Cảm ơn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.